Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc xe của người Việt Nam, hội tụ tinh hoa thiết kế và công nghệ hiện đại, sản xuất ô tô và loại bậc nhất thế giới, mang tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế Ý và kỹ thuật của Đức. Đó là chiếc SUV VinFast Lux SA 2.0, được phát triển trên nền tảng khung gầm của BMW X5. VinFast Lux SA 2.0 sở hữu ngoại thất đẹp, thanh thoát, tỷ lệ hoàn hảo với chiều dài cơ sở lớn 2933mm. Thiết kế ngoại thất mạnh mẽ nhưng không kém phần thanh lịch và sắc sảo. Thiết kế sang trọng hiện đại nhưng không mất đi sự khỏe khoắn thể thao của chiếc SUV. Đầu xe thiết kế sáng tạo với biểu tượng V và F kết hợp với các mảng bề mặt và vật liệu tương phản, làm giảm bớt sự lặng lề của chiếc SUV. Mặt ca lăng nổi bật với dải đèn LED định vị mỏng, cùng dải chiếu sáng chữ V ôm lấy lưới tỏa nhiệt và logo VinFast mạ chrome. Đây cũng là chi tiết đặc trưng giúp nhận diện mẫu xe sang của VinFast trên đường. Dải đèn LED chạy dọc tạo thành một khối liền mạch phía đầu xe. Cụm đèn pha LED tự động, đèn chờ chỉ có ở các mẫu xe sang hiện nay. Đèn sương mù tích hợp phía dưới, chức năng chiếu góc LED. Đầu xe có gắn cam 360 độ phía dưới logo Vin, được gắn hai cảm biến phía đầu xe. Lớp capo được thiết kế những đường gân dập lồi mạnh mẽ. Phần đầu xe được thiết kế hoàn hảo ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lux SA 2.0 sở hữu bộ vành đa chấu 19 inch, 20 inch bản tùy chọn. Gương xe chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ và gập điện. Chức năng sấy gương tự động điều chỉnh khi vào số lùi. Trên gương xe có tích hợp cam 360 độ hiện đại. Tay nắm cửa cùng màu với thân xe và có nút bấm mở cửa thông minh. Giờ chúng ta sẽ vào bên trong nội thất của chiếc xe SUV VinFast Lux SA 2.0 xem thế nào. Cánh cửa rất chắc chắn. Trên cánh có bọc da màu nâu nhạt sang trọng, tích hợp các nút điều chỉnh điện, tự động 4 cửa kính. Hộp đựng đồ sang trọng và các đường viền mạ chrome sáng bóng. Nội thất bên trong rất rộng rãi và đẳng cấp. Ghế được bọc da thủ công sang trọng. Chỉnh điện 8 hướng cộng chức năng điện chỉnh lưng. Vô lăng ba chấu bọc da, chỉnh tay 4 hướng, chính giữa là logo của VinFast. Trên vô lăng có tích hợp các nút bấm điều chỉnh. Màn hình tablo màu 7 inch thể hiện thông tin lái. Hệ thống giải trí radio FM, màn hình cảm ứng 10.4 inch. Sở hữu hộp số tự động ZF8 cấp, cùng với phanh tay điện tử khởi động bằng nút bấm. Hộp đựng đồ được bố trí tiện lợi trong xe. Gương chống chói kết hợp trang điểm. Mặt táp lô rộng và sang trọng, kết hợp với đường chỉ khâu và đường viền mạ chrome sáng bóng, tạo cảm giác lịch lãm. Gương chống chói tự động kết nối điện thoại thông minh, điều khiển giọng nói, chức năng dẫn đường, tán
loa bản tiêu chuẩn 13 loa, bản tùy chọn, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió tất cả hàng ghế, lọc ion. Đặc biệt là hình nền giao diện có màu sắc sinh động và thể hiện nét đặc trưng của người Việt Nam với ba chủ đề khác nhau: ruộng bậc thang, kinh thành Huế và vịnh Hạ Long, góp phần tạo nên liên kết cảm xúc với khách hàng trong nước. Có sạc điện thoại không dây và bộ phát wifi cùng màn hình chỉ dẫn đường đi, quá tiện ích cho một chiếc SUV hiện đại hạng sang. Đối với hệ thống treo, VinFast Lux SA 2.0 có xương đòn kép độc lập phía trước, giá đỡ bằng nhôm và lò xo quặn phía sau, được quản lý với một trục đa liên kết 5 khớp với đòn dẫn hướng và thanh chống lật hình ống cùng giảm chấn khí lén. Chúng ta sẽ ra hàng ghế phía sau. Cánh cửa được thiết kế rất sang trọng và bọc da, phía sau cũng có nút chỉnh gương. Không gian phía sau rất rộng rãi, ngồi thoải mái, có tích hợp túi đựng đồ. Bố trí hai cửa gió điều hòa với hai cổng USB hỗ trợ sạc và làm mát không khí, giúp hành khách dễ chịu trong những chuyến đi xa. Ghế bọc da sang trọng, trần bọc lỉ, trên có tích hợp các đèn đọc truyện, đọc báo ban đêm. Hàng ghế thứ hai cũng được bố trí khay đựng đồ, cất giấu ở ghế tựa lưng rất khéo léo. Với hàng ghế thứ ba khá nhỏ, hai ghế ngồi được đặt sát nhau ở phía cuối xe. Vì vậy đây là một mẫu SUV 5+2 chứ không phải 7 chỗ. Ghế dạng 5+2 với mẫu xe này sẽ đem đến sự thoải mái nhất cho người ngồi hàng ghế thứ hai, bởi không cần nhường không gian cho phía sau, trong khi ghế thứ ba phù hợp cho trẻ em. Kiểu sắp xếp như vậy đang dần phổ biến tại Việt Nam, cũng theo xu thế như các hãng xe lớn khác trên thế giới. Khoang hành lý của xe có thiết kế khá rộng rãi để bạn chứa đựng được những vật dụng cần thiết. Ngoài ra, cốp xe còn có thể đóng mở một cách tiện lợi. VinFast Lux SA 2.0 sở hữu khung gầm cứng cáp mạnh mẽ, cùng những thiết kế giúp hấp thụ và giảm xung lực tốt khi xảy ra va chạm. Đó là một chiếc SUV an toàn vững chãi. Hệ thống 6 túi khí theo tiêu chuẩn, túi khí kép phía trước hai bên và rèm xuất hiện trên tất cả các biến thể. VinFast đã đưa vào Lux SA 2.0 những hệ thống an toàn đỉnh cao nhằm bảo vệ an toàn tối ưu cho người lái và hành khách. Chiếc SUV này còn được trang bị công nghệ chống lật liên tiếp và hệ thống đổ đèo, hệ thống cảnh báo điểm mù và những trang bị nâng cao trên Lux SA 2.0. VinFast Lux SA 2.0 sở hữu động cơ turbo 2.0 lít, tạo ra công suất 228 mã lực tại 5.000 đến 6.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại 350 N tại 1.750 đến 4.500 vòng một phút. Hộp số tự động 8 cấp cho phép chiếc xe chạy nước rút tới 100 km/h. Chỉ trong vòng từ 8 đến 9 giây, phiên bản dẫn động cầu sau hoặc 9 giây cho các mẫu xe với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Đây là một xế hộp chất lượng và an toàn cho người dùng mang thương hiệu VinFast của Việt Nam. Phần đuôi xe của VinFast Lux SA 2.0 bố trí lết gấp hầm hố với cụm đèn hậu thiết kế dạng 3D đứt quãng khác biệt, đèn báo phanh sử dụng công nghệ LED, đèn hậu thiết kế theo xu hướng mới, được nối liền nhau thông qua dải đèn LED, đầy ấn tượng. Bố trí hai ống xả cân đối và thể thao. Video mình xin kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.